Lần thứ tư kiểm tra dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở đợt thi đua 450 ngày đêm hoàn thành cơ bản sân bay Long Thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu triển khai ngay thủ tục để đầu tư xây dựng đường băng số 2, tổ chức máy móc thiết bị, nhân lực sang lắp mặt bằng nhà ga T3. Tỉnh Đồng Nai triển khai quy hoạch xây dựng thành phố sân bay Long Thành. Trong hội nghị công bố quy hoạch của tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một trọng tâm, hai tăng cường, ba đột phá cho chính quyền tỉnh trong thời gian tới. Đẩy mạnh cái hợp tác công tư và kích hoạt mọi cái nguồn lực của xã hội để thực hiện cái bản quy hoạch này. Hai cái tăng cường là tăng cường đầu tư cho yếu tố con người. Cái tăng cường thứ hai là tăng kết nối. Bởi Đồng Nai có một cái vị trí rất là quan trọng như thế, thì nó phải kết nối. Nó kết nối với trong vùng, kết nối với quốc gia, kết nối với quốc tế bằng các cái phương thức giao thông, rồi bằng các cái kết nối, các chuỗi cung ứng của sản xuất, của kinh doanh, của hàng hóa. Ngoài ra, trong quy hoạch tỉnh còn xác định 4 đột phá phát triển quan trọng khác như là hoàn thành kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, xây dựng chuyển đổi các khu công nghiệp xanh, xây dựng khu trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ thông tin tập trung, triển khai các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng, ưu tiên khu vực thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Nhân Trạch. Với các đột phá này, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10% mỗi năm. Chắc chắn đồ án quy hoạch của tỉnh Đồng Nai sẽ tạo ra một động lực mới cho các doanh nghiệp, mở ra một tương lai hợp tác giữa doanh nghiệp với tỉnh Đồng Nai, xây dựng môi trường sống, môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tiếp cận với quy hoạch. Trong hội nghị công bố quy hoạch này, tỉnh Đồng Nai cũng đã cấp chứng nhận đầu tư cho 17 dự án trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Các dự án này trải dài trên nhiều lĩnh vực như là phát triển khu công nghiệp, bất động sản, khu đô thị và sản xuất công nghiệp, kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.